Tiếp tục với những diễn biến về đại dịch Ebola. Trong báo cáo mới nhất được công bố vào ngày 20 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, kể từ khi bùng phát hồi tháng 3 vừa qua, dịch sốt Ebola đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.350 người và chủ yếu tại khu vực Tây Phi. Theo WHO, tính đến ngày 20 tháng 8, đã có tổng số 2.473 ca nhiễm bệnh và 1.350 người tử vong. Trong đó, riêng Liberia đã có 972 người nhiễm bệnh và 576 người tử vong. Số người thiệt mạng ở Sierra Leone là 374, ở Guinea là 396. WHO cảnh báo về tình trạng thiếu nguồn cung cấp, bao gồm nhiên liệu, thực phẩm và các loại nhu yếu phẩm khác, sau khi một số hãng hàng không và dịch vụ vận chuyển đã tạm ngừng cung cấp cho một số trung tâm dân cư ở Liberia, Sierra Leone và Guinea. WHO cũng cho biết họ đang tiến hành một chiến dịch tuyên truyền lớn tập trung nhằm vào các công ty và tổ chức đang hoạt động ở châu Phi do một số công ty đã quyết định đình chỉ cung cấp dịch vụ cho các quốc gia có ổ dịch Ebola. Trong khi đó, tại Liberia, trong các cuộc đụng độ tại khu ổ chuột West Point, vốn đang bị phong tỏa theo một phần của biện pháp an ninh mới liên quan đến virus Ebola, đám đông biểu tình đã ném gạch về phía cảnh sát và lực lượng an ninh để phản ứng mạnh tay. Ít nhất 4 người đã bị thương trong vụ đụng độ. Một số cư dân West Point cho biết họ biểu tình vì không còn gì để ăn, chính quyền ra lệnh cách ly quá đột ngột nên họ không hề có sự chuẩn bị. Để giảm căng thẳng, nhà chức trách Liberia đã phân phát vài tấn gạo, dầu ăn và một số loại nhu yếu phẩm khác tới khu vực West Point.